Đầu xuân năm mới 2024, Trung tâm Cây giống Tam Đảo xin kính chúc tất cả quý bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là có sức khỏe. Thì hôm nay là ngày mùng 3 Tết bên trung tâm bên mình đã đi gửi hàng rồi mọi người ạ, đã khai xuân và gửi cho bà con. Tại vì thời điểm này đang là thời điểm Uh, cực kỳ là đẹp thời điểm vàng để trồng cây nên là bà con uh, đặt cây của bên uh, em Ngọc từ trong năm rồi nhưng mà phải ra đến uh, mùng 3 Tết thì bên em Ngọc mới uh, uh, đi uh, gửi hàng được đấy để cho bà con uh, kịp để trồng uh, dịp đầu năm như thế này uh, đầu năm này trồng cây rất là tốt nhá uh, các bác nhá đấy không chỉ là um, phù hợp với thời tiết mà đầu năm trồng cây còn mang lại nhiều cái phong thủy cực kỳ tốt này mang may mắn cho cả năm và mang lại tài lộc cho những uh, ai mà uh, buôn bán kinh doanh đấy. Chúng ta trồng cây là nó đã uh, mang lại những nhiều cái giá trị rồi, đấy. Nên là đầu năm mọi người mà uh, có đất hoặc là muốn trồng cây thì mọi người cứ trồng uh, cây bình thường nhé. Đấy. không phải những cái cây để kinh doanh mà chúng ta có thể trồng những cái cây uh, làm cảnh, cây bonsai, cây hoa, đấy. Đấy, thì ngày hôm nay bên mình đang đi ra bưu điện để gửi cây cho uh, bà con nếu mà ai mà đang có nhu cầu muốn mua cây uh, giống lâm nghiệp này cây giống dược liệu này đấy. và những cái cây mà giá trị kinh tế hoặc là cây bonsai thì bên mình uh, đều có nhé mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình qua uh, số điện thoại mình để ở trên màn hình của video nhé còn bây giờ thì mình xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé mọi người cho mình xin một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực để phát triển kênh hơn để quay cũng như là chia sẻ cho mọi người những cái cây giống chất lượng tốt nhất phục vụ cho mọi người trồng cây và phát triển kinh tế nhé